Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Thầm Mai Dạ, Nam mô Sơn Hài Dạ. Kính lễ chư Tọa Quang Thông, kính chào chư Thiện Nam Tín Nữ. Xin được thay mặt chư Tăng truyền tâm quy và ngũ giới trên đạo tràng Pháp hội. Bụt Đăng Sở Năng Gai Chia Hà Mị, con đến mấy lòng thành kính xin quy Phật. Đồng mong sợ năng gạch cho hà mị con đem lòng thành kính xin quý sang tăng sợ năng gạch cho hà mị con đem lòng thành kính xin quý tăng đủ tì dâm vì bồ đăng sợ năng cho hà mị con đem lòng thành kính xin quý Phật lần thứ nhì đủ tì dâm vì đấng mong sợ năng gạch cho hà mị con đem lòng thành kính xin quý Pháp lần thứ nhì đức tỳ dâm bi sanh thắng sợ năng gạch cha hà mi con đem lòng thành kính xin quý tăng lần thứ nhì ta tỳ dâm bi bồ tát hằng sợ năng gạch cha hà mi con đem lòng thành kính xin quý Phật lần thứ ba ta tỳ dâm bi đấm măng sợ năng gạch cha hà mi con đem lòng thành kính xin quý Pháp lần thứ ba ta khi âm bi sanh khăng sợ năng gạch cha hà mi con em mới lòng thành kính xin quý tăng lần thứ ba Bụt Thầy Sa Năng Gạch Cha Mi con đem hết lòng thành kính xin quý Phật Thầm Măng Sa Năng Gạch Cha Mi con đem hết lòng thành kính xin quy pháp sanh khăn sa năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy tăng du ti dâm ti bút thăng sa năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì du ti dâm ti thầm măng sa năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ nhì đu ti dâm ti sanh thăng sa năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì ta ti dâm ti bút thăng sa năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba ta ti dâm ti thầm măng sa năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba ta ti dâm ti sanh thăng sa năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba tỳ sa na ca năng ni thi tăng pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu a ma phạm tê dạ chúng con xin vâng ma na ti ba ta về ra mà đi kho bất thân cái ma dạ mi con xin vâng những điều học là quỳ tránh xa sự sát sanh a đinh na đa na về ra mà đi kho bất thân cái ma dạ mi còn xin với những điều học là quy tránh xa sự trộm cắp cà mê su mi cha cha ra về làm mình y khóc làm sao mà già mi còn xin với những điều học là quy tránh xa sự tà hạnh mục sa hoa đam về làm mạnh đi có bất năng sống mạnh dạ mi còn xem bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự nói dối sự ra mê ra dâm mai trả phá mai đất hạ nam về làm mạnh đi có bất năng sống mạnh dạ mi còn xem bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự dễ dũng rượu và các chất say Panatipata Veramani Sikha Padang Samadhyami con xin vâng giữ điều
ngọt lành tránh xa sự sát sanh. Abhinadana Veramani Sikha Padang Sama Diyani. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame Sumicha Chara Veramani Sikha Padang Sama Diyani. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Musawada Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura Merayamachappamadathana Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Ma ni ban ya sika padani sa tukang kanto ang pamade na ni yakalang samarak kitap bang. Kia Phật tử, sau khi tọa trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi, phải ra mình diễn hành theo trên đẹp trong sạch, đừng có dễ vui. Ma phàm tê, dạ chúng con xin vâng. Xì lê na su ma tinh yon, xì lê na phu khá sâm bác đai, xì lê na ni phu tinh yon, tì ta sâm an, xì lăng quỷ sô, thạ dê. Cho chúng sanh được sanh về cõi trời, cũng nhờ dị giới được giàu sang đầy đu tài sản, cũng nhờ dị giới được giải thoát nhầm niết bàn, cũng nhờ dị giới. Bởi các cây cho nên chư Phật tử có đang thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhơ. Xa thú, xa thú lành thay. Dạ, chúng con kính tri ân sư trí đức đã truyền tam quy và ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con. Tiếp đây con xin đọc phần sám hối Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Uttamam ye na vam de hang pa da tam sum varuttamam buddhe yo khalito do so buddho khama tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ye na wan de hang tham man cha du vi san wa rang tham me yo khalito do so tham mo tham ma tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ye na wan de hang sang khan cha duy thot ta mang sang khe yo khalito do so sang kho tha ma tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ, con kính dâng nức đến cho Ngài Trí Đức, xin Ngài chúc phúc đến đạo tràng chúng con để tròn phước báo ngày hôm nay. Ta sẽ là rì bồ tô đa đa khi lê hoa mạng xê mộc ra la nô bồ rà tô vi đa ca thế dân bạch khi mê mà mạ nán đô kỳ nà sá hoa cho tuôn bí xa. Sa mạnh ta lô ca ba la chín đa đề hoa sá phâm mạ ca hê tê sá ngà nú pha quê nà sá bê phát giao bạch đá hoa nê ca nì ca la gia bì vi nà sân tu hoa xê. Sa tô Đức Phật ngự trên đầu, quay mặt Xá Lợi Phất, quay trái tiền Liên Hầu. Trước mặt là Tâm Tạng, sau lưng A Nan chầu bốn phương A La Hán, Đế Thích Lão Phạm Thiên, vô ai được pháp màu. Hộ trì cả năm châu rủi ro và tai hại, tất cả đều lo âu, xin được mau tiêu diệt. Tê a thần đất tha sức tạo ru ná hạ bồ tát sa chá nê a rô ga sức tạo ô thật sa hạ sắp bên.
thị nhà tị phi cầu xin cho các thiền tín được sự lợi, được sự an vui, được sự tăng hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bệnh hoạn, được an vui trong mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thú sa thú lành thay. Akasattha chapumattha devanaga mahittika vunyanno anumodam chuchirang rakhantu sasanam. Akasattha chapumattha devanaga mahittika vunyanno anumodam chuchirang rakhantu no garu. Akasattha chapumattha devanaga mahittika vunyanno anumodam chuchirang rakhantu nyatayo. Akasattha chapumattha devanaga mahittika vunyanno anumodam chuchirang rakhantu panino. Akasattha chapumattha devanaga vunyanno anumodam chuchirang rakhantu no sada. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thường ngự rõ thâm mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu, chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh ngõ hầu vô sinh. Văn kinh chi cú sa la cầm măng cách tập bằng kỳ ri văn ma ma ca ye na hoa cha ma na sa ti đa se su ga tăng ca tăng ye sát ta sanh ni no at ti ye cha sát ta át sanh ni no ca tâm vun nha pha lăng mây hằng sát đề pha ghi pha quan tu tê ye tăng ca tăng suy đi tăng định năng vun nha pha lăng ma già ye cha tát thân át cha nam ti đề hoa gan toa ni về đa dùm sát đề lô cầm hi ye sát ta chi quan ta ha ra hệ tu ca ma nun nhang phô cha năng sắp đề la phàm tu ma ma chê ta sa ti. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đạo lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian xa bà, chư thiên phạm thiên cùng là vật trời vô tưởng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay. Có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng, chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn, chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước báo cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Y đăng mô gia ti năng hồ tú su ki ta hôn tù nha ta vô, nguyện thân nhân quá vãng thượng hưởng công đức này được thọ sanh lạc cảnh. Y đăng quá ta nô buồn nhằn a sa quát kha già quá hàng hồ tú, do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Y đăng nê buồn nhằn nít bà nát sa bách cha vô hồ tú, không tất cả chúng con sẽ để được đắc quả giải thoát. Nam mô Buddhaya. Do phước báo mà chúng con đã tích lũy từ trước đến nay, nguyện cho chúng con luôn được đến nơi không rơi vào bốn đường ác đạo. Con nguyện quy tâm bảo trọn đời nay và mãi mãi cho đến khi được giải thoát. Với phước đã báo nào mà chúng con đã trong thập tạo ra trong thời kinh lễ báo, lễ bái tâm bảo sám hối và thọ trì tam quy và ngũ giới của ngày hôm nay, chúng con kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ độ cho giáo pháp của Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng phước này đến ngài Tịnh Đức, cầu mong ngài tái sanh vào cõi an vui.
tiếp tục tu tập để tiến đến đạo quả giải thoát. Dạ, con cũng kính dâng phần phước này đến quý sư, quý cô tu nữ, xin chia phước này đến quý Phật tử trong quân Phật giáo năm truyền. Phần phước này trợ duyên cho quý sư, quý cô tu nữ cùng với quý vị Phật tử được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Trường Phụ Gotama. Có những phước báo nào có được trong việc tụng kinh Tam Bảo, thọ trì quy giới và nhất là trong những thời gian học pháp hành pháp, con kính chia sẻ đến tất cả những người dân Việt Nam đang về chiều đại dịch Covid, và mong tất cả được thoát khỏi tai họa hậu quả này để trở về cuộc sống bình thường. Cầu xin cho Việt Nam và cả thế giới mau chóng được thoát đại dịch Covid. Và phần nghi thức tụng kinh lễ bái Tam Bảo và thọ trì tam quy và ngũ giới và hồi hướng phước đã hoàn tất. Chúng con kính tri ân sư Trí Đức đã thay mặt chư tăng truyền tam quy và ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con. Kính cảm ơn đạo tràng đã hướng tâm thanh tịnh và cùng con lễ bái Tam Bảo và thọ trì quy giới. Do phước này trợ duyên tất cả sống đoạn tận phiền não và mau chóng thoát khỏi sanh tử luân hồi. Dạ. Đó, bây giờ là 4:30. Dạ, thời kinh đã hoàn mãn. Dạ, con kính dâng đến ngài Trí Đức, xin ngài dạy kinh pháp cú ngày hôm nay ạ. Dạ, con kính cung thỉnh ngài. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Tha Ya. Kính lễ ngài Quán Không, kính lễ chư tôn thiền đức tăng. Xin chào quý cô tu nữ. Xin chào sư Hồng Mai, sư Thị An Lạc, sư Tâm Hạnh, Huynh Sang, sư Meta, đạo hữu Thái An 17. Khi nãy thấy sư Hồng Mai chào là chị Thái An ha? Chị Thái An mà sư Hồng Mai cũng lớn tuổi rồi nhé. 2020 mà chào chị Thái An mới có 17 tuổi à, không biết có phải hay không. Nhưng mà thôi thì nam gọi là huynh ha, nữ gọi là sư ha. Mình chào sư Thái An. Mình chào sư Nhật Quỳnh, sư Kim Nhung, đạo hữu làm gì đây, đạo hữu Karuna, Quỳnh Giang Nhật Hà, sư Kim, sư Thiện Vũ và sư Chiếc Lá Mùa Xuân, và một cái nickname không biết đọc không sao, tên là đạo hữu thông cảm ha. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 101. Và trước khi bước vào bài học này, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo. Bụt Thô Ma Hê Si A Ràng Tha Tha Gá Tô Lô Cô Tha Mô Tha Ra Rù Huy Kệt Tha Cô Lô Ca Sá Sá Tha Chá Nã Đầm Má Cô Đô Hoành Đà Má Hành Tần Đá Ná Phù Chánh này giác cần Như Lai giác ngộ pháp màu Lai bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói chân. Tôi thường giáo chủ trí năng vô lượng, từ đế ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đại lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bất đi bồ yết ta sát sát tu nô lô ca nô mình tha sư vi na ca ru cô sát ban nhu bút tháp bất đi phù tí sanh nhã tu văn đà ma hành tầng đá ra phù. Cái này nhớ cần pháp bảo quy nhân vạn như lai chú sáng vạc màng vô minh phá tan làm đặc chúng sinh đầy dựng Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đại lễ pháp quan đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khô quý sư thô sư khách tá sơ sà quốc cô thích khà sư tà mô rắc hồng mắt sức tá cô niền đà bất sân xà lý á na đá rô rô hoành đà má hành tâm đá ra phù. Chân này giác cần đảm bảo thân phong Phật đà tâm học không rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần xa lệ thế pháp phàm nhân ai bị. Con xin đại lễ tăng hy đáng cho công chúng
nhớ ghi cúng dường. Ra tà nát thế giá tê chê nà sá khà mê ê tu quá thà nàng tán xà bí a nú phà quê nà sá hát xà dê nà sá chạc thú. Cầu xin Tam Bảo Uy Linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật vi danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Giả. Phần tán dương ân đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay. À, sớm hôi rồi đạo tràng ha. Hôm nay cái giọng hơi căng căng một chút. À, hôm qua đi về tới chùa cũng gần 5 giờ. À, quý vị thông cảm bị kẹt xe. À, chút ngày cũng hơi mệt mệt. Cho nên bây giờ cũng đừ đừ. Nói gì quý vị thông cảm ha. Hoặc là nhiều khi có quạo quọ gì đó khó tính thì quý vị cũng quan nghĩ chút nha. Có điện thoại. Alo, xin lỗi, đang sinh hoạt trên mạng nha. Chờ chút nha, xíu gọi lại, chút gọi lại. À, đang ở trên mạng. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục cầu Phật ngôn 101. Sahasamabhije gatha Sahasamabhije gatha Sahasamabhije gatha. Câu số 2. Anathabhadasan Sanghita Anathabhadasan Sanghita Anathabhadasan. Bát đã sang hi ta. Quý vị thấy câu số 2. À, vừa rồi câu 100 thì chúng ta đọc là sang hi ta. Còn ở đây là sang hi ta. À, bây giờ thấy cái gì thì đọc cái đấy. Khi mà phân tích từ vựng á thì tại sao nó là chữ N có dấu ngã? Còn bây giờ thì em mờ có nút rồi. À, có sao vậy đi. À, khi mà phân tích từ vựng thì chúng ta sẽ biết à, cái nút rồi này với cái dấu ngã kia tại sao thì tới phần đó hãy thắc mắc. Còn bây giờ có sao nói vậy đi, có sao thì thấy như vậy đi ha. Rồi ôn lại câu 1, câu 2. Sahasamabhijegata anathabhadasanghita Sahasamabhijegata anathabhadasanghita Sahasamabhijegata anathabhadasanghita. Câu số 3, câu số 4. Ê căng gác gà thà bát đăng say vô. Ê đăng gà thà bát đăng say vô. Ê căng gà thà bát đăng say vô. Dân sút tòa ú ba sâm má tí. Dân sút tòa ubasammati yam sut tòa ubasammati. Ôn lại câu 3, câu 4. Ê căng gà thà bát đăng say vô yam sut tòa ubasammati. Ê căng gà thà bát đăng say vô yam sut tòa ubasammati. Ê căng gà thà bát đăng say vô yam sut tòa ubasammati. Đọc lại ha.
saha samapite gata anathamada sanghita ekang gata madang sayo yang sutwa upasamati saha samapite gata anathamada sanghita ekang gata madang sayo yang sutwa upasamati. Đó là cách đọc thứ nhất. Cách đọc thứ hai: Saha samapite gatha anathapada sanghita ekang gatha badang sayo yang sutva upasammati. Saha samapite gatha anathapada sanghita ekang gatha badang sayo yang sutva upasammati. Như vậy thì trường âm và đoạn âm chúng ta có hai cách đọc ha. Cách đọc thứ ba đó là gia tha, đọc theo giọng kệ nữa ha. Kệ tức là gia tha, ekang gia tha, một câu kệ 101. Và kệ thì phải du dương trầm bổng, đi vào lòng người. Sahasama bi che ga tha anathapa da san hi ta e kang ga tha ba đang xây dựng dân số toa u ba sam ma ti sa ha sa ma bi ki ga tha na na tha ba da san hi ta e kang ga tha ba đang xây dựng dân số toa u ba sam ma ti. Dầu nói ngàn câu kệ nhưng không gì lợi ích tốt hơn nói một câu nghe xong được tịnh lạc. Rồi mời Sĩ Mê Ta, Sĩ Kiềm, Sĩ Kiềm Nhung, ba bốn bàn tay luôn hả? Ba bàn tay nhé. Rồi xin mời ba vị. Ô, thêm chiếc lá mùa xuân nữa. Mùa xuân có một chiếc lá thấy buồn hiu ha. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ, cảm ơn cô Thiện Vũ, cô Kim Nhung cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Quán Không cùng chữ Tôn Đức, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng và con xin đọc câu pháp cú 101. Saha samabi che ga tha anat tabada sanghita e kang ga tha ba đằng say yo yang sut tua ubasamati. Dạ con xin phân tích nè. Sa đoạn âm, hát trường âm nhấn, sa ma bí ba đoạn âm, chê ga tha ba trường âm thông thường, á đoạn âm, nát trường âm nhấn, tha ba đa sằng hi ta. Dạ con xin phân tích câu 3 và câu 4. Ê trường âm thông thường, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ga tha hai trường âm thông thường, bá đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, say trường âm nhấn, vô trường âm thông thường, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, suốt trường âm nhấn, toa trường âm thông thường, ú bá hai đoạn âm, xăm trường âm nhấn, má tí hai đoạn âm.
ê căng ga tha ba đăng say vô dặn xuất tòa u ba sam mát tí. Ba sammati sahat samabi jega tha anatta bada sanghita ekang ga tha badang sayo yang suttwa ubasammati. Dầu nói ngàn câu kệ nhưng không gì lợi ích tốt hơn nói một câu nghe xong được tịnh lạc. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sa hạt sa ma bì chê gà tha a nát tha ba đà sang hi. Bà sanh bà sam ma ti sa hát sa ma bi chê ga tha a nát tha ba đà sanh hi ta ê cẳng ga tha bà đang say vô dặn suốt tòa ô bà xăm ma tì. Và con đã đọc xong kệ xong, có chỗ nào sai sót thì xin ngài Trí Đức sư quán không. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Quán Không, các sư Núp Lùm, các cô tu nữ và quý Phật tử. Con một người, hai người nghe rõ vậy đủ rồi. Ba người luôn. Quý vị có nghe có bị đứt khoảng không, nghe rõ ràng không? Con xin 4-5 người vậy đủ, quá đủ rồi. Con xin trả bài kinh Pháp Cú số 101. Cảm ơn Hồng Thị Kim Nhung cho biết rõ ràng. Nghe rõ là được rồi. Con xin trả bài kinh Pháp Cú số 101. Sahat samabhiche gatha anatta padasamhita ekang gatha padang sayo yang sukto upasammati. Sahat samabhiche gatha anatta padasamhita ê khang gà tha pha đăng say vô văn xúc tò úp pha sầm mát tí. Phân tích câu số 1 về câu số 2. Xá đoạn âm hát chữ âm nhắn. Xá má tí ba đoạn âm kê gà tha ba chữ âm thông thường. Câu số 2. Á đoạn âm nát chữ âm nhắn. Thá bá đá ba đoạn âm sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cái thấy một người là mê, tính nói trường âm đọc theo một người. Thí đoạn âm ta trường âm thông thường, lần trước là xăm, lần này là xăng. Sự trở qua trở lại rồi tới vẹo lui cũng có một chữ thôi, cũng nghĩa vậy thôi, không có gì khác hết. Chứ vẹo qua vẹo lại cho tất mặt chơi. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Sahat samabhiche gatha anatta padasanghita ekang gatha padang sayo yang sukto upasammati. Sahat samabhiche gatha anatta padasanghita ekang gatha padang sayo yang sukto to upasammati. Phân tích câu số 3. Ê trường âm thông thường, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ga tha hai trường âm thông thường, bá đoạn âm đăng
trường âm đọc theo giọng nguyên âm, say trường âm ngắn, vô trường âm thông thường, câu cúng cùi hay là câu cuối cùng. Văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xúc trường âm ngắn, to trường âm thông thường, ú bá hai đoạn âm, xâm trường âm ngắn, má tí hai đoạn âm. Đọc lại câu 3, câu 4, rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Ê khăn gà thà phá đăng say dô dăng xúc tò úc phá xâm mát tí. Sa hát xa má bí chê gà á ngát thà bá bá xăng hí tà. Ê khăn gà thà phá đăng say dô dăng xúc tò úc phá xâm mát tí. Saha sama bi che ga tha anatha bada sanghita ekhanga tha padang sayo yang sukto upasammati. Sahang saha sama bi che ga tha anatha bada sanghita ekhanga tha padang sayo yang sukto upasammati. Sahasamabi jagatha anatha pada sanghita ekhangatha padang sayo yang sukto upasammati. Dầu ngàn câu kệ nhưng không gì lợi ích tốt hơn nói một câu nghe xong được tịnh lạc. Đây là bản dịch tiếng Việt của Hòa Thượng Minh Châu cho câu kinh Pháp Cú số 101. Sư mệt rồi, sư đi nghỉ rồi. Nhưng mà quý vị đừng có mong nghe. Sư hay nút đùm lắm, đọc sai là chết, chết chắc với sư đó. Sư là lâu lâu với nó, à ngừng chút nghe, chích chích này, nhìn chích 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 chút nghe, rồi 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 nhân nhân này nghe. Trời ơi, sợ lắm luôn. Cảm ơn quý vị. Ồ, quên nữa. Mặc dù lúc lùm mình cũng phải nói nha. Sư, sư thấy con có bị sai gì không? Có nhân có nhị gì không? Sư nói cho con biết nha sư. Quý vị cũng nói, cũng cho tôi biết cái nào sai nha. Cảm ơn quý vị đã cho bông qua cùng vỗ tay vỗ chân nha. Cảm ơn nha. Mời quý vị kế tiếp. Hình như là Hồng Địa Kim, Kim Nhung ha, rồi tới chiếc lá mùa xuân. Mỗi lần thấy chiếc lá mùa xuân là sư cũng chọc à. Mai mốt nói là lá mùa xuân đi, đừng nói chiếc lá nữa. Nói lá mùa xuân đi. Nói chiếc lá, không cứ nói có một chiếc lá làm sao làm đổi mùa xuân. Trời ơi trời, sư cái gì cũng nói được hết trơn đó quý vị. Thôi cảm ơn, mời quý vị kế tiếp nha. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con kính lễ sư Quán Không. Con kính lễ quý sư, quý cô tu nữ. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn Hồng Mai, Thiện Vũ và chị Kim cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc câu kệ ngôn số 101 ạ. Saha samabi che ga tha anatta bada sanghita ekang ga tha badang sayo dang sut toa upasammati. Saha samabi che ga tha anatta bada sanghita ekang ga tha badang sayo dang sut tòa upasammati. Dầu nói ngàn câu kệ nhưng không gì lợi ích, tốt hơn nói một câu nghe xong được tịnh lạc, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin phân tích câu. Dạ, xá là đoạn âm, has là trường âm nhấn, xá má bí là ba đoạn âm, chê ga tha là ba trường âm thông thường, á là đoạn âm, nát là trường âm nhấn, thá bá đá là ba đoạn âm, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hí là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, ê là trường âm thông thường, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ga tha là hai trường âm thông thường, bá là đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xây là trường âm nhấn, vô là trường âm thông thường,
Yang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, Sut là trường âm nhấn, Toa là trường âm thông thường, Ú Bá là hai đoạn âm, Sam là trường âm nhấn, Bá Tí là hai đoạn âm. Saha samabi che ga tha anatha bada sanghita ekang ga tha badang sayo yang sutva ubasammati. Con xin kể. Saha samabi che ga tha anatha bada sanghita ê căn ga tha bà đang say vô dân sút toa u bà sam ma ti sa sa ma bi che ga tha na tha ba đa sang hi ta ê căn ga tha bà đang say vô dân sút toa u bà sam ma ti. Dầu nói ngàn câu kệ, nhưng không gì lợi ích, tốt hơn nói một câu, nghe xong được tịnh lạc, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc kệ và phân tích xong ạ, con có sai, con kính thỉnh đạo tràng chỉnh sửa giúp. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng, con xin xuống mic. Thân mời chiếc lá mùa xuân ạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư trí đức, con xin đảnh lễ quý sư và quý cô tu nữ. Trong đạo tràng con xin kinh đảnh lễ, con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu kinh pháp cú số 101. Saha samabhije gatha anathapada sanghita ekang gatha padang seyo yang sutva upasammati. Con xin câu phân tích câu 1, câu 2. Saha samabhije gatha anathapada sanghita. Sa là đoạn âm, has trường âm nhấn, samabhi ba đoạn âm, che gatha ba trường âm thông thường, á đoạn âm, nát trường âm nhấn, tha ba đá ba đoạn âm, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hí đoạn âm, ta trường âm thông thường. Saha samabhije gatha anathapada sanghita ekang gatha padang seyo yang sutva upasammati. E trường âm thông thường, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gatha hai trường âm thông thường, bá đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, say trường âm nhấn, vô trường âm thông thường, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xuất trường âm nhấn, toa trường âm thông thường, ú bá hai đoạn âm, xăm trường âm nhấn, má tí hai đoạn âm. Ê căng gà tha bá đăng xây dô văn xuất toa ú bá xăm má tí. Con xin đọc lại câu, bốn câu. Sa há sa má bí chê gà tha á nát tha bá đá xăm hít xa. Saha samabhije gatha anatha bada sanghita ekang gatha badang seyo yang sutva upasammati. Saha samabhije gatha anatha bada sanghita ekang gatha badang seyo yang sutva upasammati. Saha samabhije gatha anatha bada sanghita ekang gatha padang seyo yang sutva upasammati. Saha samabhije gatha anatha bada sanghita ekang gatha padang seyo yang sutva upasammati. Dầu nói ngàn câu kệ, nhưng không gì lợi ích, tốt hơn nói một câu, nghe xong được tịnh lạc, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc xong, con mời vị kế tiếp ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Quán Không,
Kính lễ quý sư và quý cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, cảm ơn Thiền Vũ và Kinh Nhung đã cho biết tín hiệu âm thanh rõ. Dạ, con kinh xin đọc câu pháp cú số 101. Sahasamapiche gatha anathapada sanghita ekangatha padang say yo yang sutta upasamati. Sahasamapiche gatha anathapada sanghita ekangatha padang say yo yang sutta upasamati. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Xá là đoạn âm, has trường âm nhấn, xá, má, tí, ba đoạn âm, chê, ga, tha, ba trường âm thông thường, á đoạn âm, nát trường âm nhấn, thá, tá, đá, ba đoạn âm, xăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hí đoạn âm, ta trường âm thông thường. Sahasamapichegathaanathapadasanghita. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. E là trường âm thông thường, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ga, tha hai trường âm thông thường, tá trường âm nhấn, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, say trường âm nhấn, vô trường âm thông thường, gia trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sút trường âm nhấn, toa trường âm thông thường, ú, bá hai đoạn âm, sam trường âm nhấn, má, tí hai đoạn âm, e căng ga tha pa đăng say yo văn sút toa upasamati. Con xin đọc lại câu pháp cú 101. Sahasamapiche gatha anathapada sanghita ekangatha padang sayo yang sutta upasamati. Sahasamapiche gatha anathapada sanghita ekangatha padang sayo yang sutta upasamati. Dầu nói ngàn câu kệ nhưng không gì lợi ích tốt hơn nói một câu, nghe xong được tịnh lạc. Đây là bản dịch tiếng Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin đọc kệ. Sahasamapichegatha anathapada sanghita ekangatha padang sayo yang sutta upasamati. Sahasama vijayatha anathapa dasanghita ekangatha padang sayo yang sutta upasamati. Dạ, con đã đọc phân tích và kể xong, có gì sai xin sư Trí Đức và đạo tràng chỉnh sửa giùm. Cảm ơn Kinh Nhung đã post bài. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, con xin xuống mic ạ. Xin mời vị kế tiếp. Dạ, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Quán Không, quý sư, quý cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. À, lúc nãy con thấy có cô Thiền Vũ giơ tay mà chắc rất mạng đi đâu rồi. Dạ, con xin được đọc câu pháp cú số 101 ngày hôm nay ạ. Sahasamabhije gatha anathapada sanghita ekangatha padang sayo yang sutta upasammati. Sahasamabhije gatha anatha pada sanghita ekangatha padang sayo yang sutta upasammati. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Sahasamabhije gatha anatha pada sanghita. Xá là đoạn âm, has
là trường âm nhấn, xá, má, bí là ba đoạn âm, chê, ga, tha là ba trường âm thông thường, á là đoạn âm, nát là trường âm nhấn, thá, bá, đá là ba đoạn âm, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hí là đoạn âm, ta là trường âm thông thường. Sahat samabiche ga tha anat thapada sanghita. Và câu số 3 và câu số 4. Ekang ga tha badang say yo yang sut tua upasamati. E là trường âm thông thường, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ga tha là hai trường âm thông thường, bá là đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, say là trường âm nhấn, vô là trường âm thông thường, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên, sút là trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường, ú bá là hai đoạn âm, xăm là trường âm nhấn, má tí là hai đoạn âm. E căng ga tha bát đăng say yo yang sút tòa ubasamati. Dạ con xin đọc lại ạ. Sahat samabiche ga tha anat thapada sanghita. E căng ga tha bát đăng say yo yang sút tòa ubasamati. Dầu nói ngàn câu kệ nhưng không gì lợi ích, tốt hơn nói một câu nghe xong được tịnh lạc, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sahasamabhijagatha anathabada sanghita ekangatha badang sayo yang sutva ubasamati. Sahasamabhijagatha anathabada sanghita ekangatha badang sayo yang sutva ubasamati. Dạ con đã đọc và kệ xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ cảm ơn cô Hồng Nhung đã post bài. Alo, 123, 123, sao yên lặng thế này? Rồi, đọc hết rồi phải không? Bắt đầu là xích mê ta, xích kim, xích ngắm mùa xuân, xích hồng mai, vinh danh nhạc hà, xích kim nhung. Ế rồi, đúng rồi, hôm nay ế thiệt nha. Rồi, quý vị chuẩn bị một cái tết lớn cho nên không được rảnh rỗi. Rồi xà thu xà thu. Như vậy là quý vị đã hoàn thành tốt ở bên ngoài chạy vô thí im ru thôi, bây giờ sinh hoạt tiếp ha. Câu Phật ngôn 101, Thích Nhật Quỳnh có chút máy không, bây giờ đi vào tư vấn ha. Alo, Thích Nhật Quỳnh có mặt thì làm việc rồi, đưa tay cầm mic hay là đưa tay để mà bây giờ
con rất tự vấn. Rồi ý kiến sinh nhật Quỳnh thế nào, rồi có ý kiến nói trước đi rồi làm việc sau. Dạ, sa thú con kính tri ân ngài. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính lãnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính lãnh lễ ngài Trí Đức Thượng Tọa Quán Không Đại Đức Tự Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ Nhật Quỳnh. Kính chào quý anh chị hiệu, chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, con nghe ngài kêu thì con chạy tới. Dạ. Dạ, vậy là cho đạo tràng đã trả bài hết rồi. Dạ, con tri ân ngài cho bài học. Dạ, con thấy đại đức. Chữ bài học có sửa không vậy bạch ngài? Dạ, trong bài học có sửa không? Con thấy chim chắc lên. Dạ, Nam Mô Bích Thai á. Dạ, con tri ân ngài. Dạ, con xin được ôn bài trước. Và con cùng thỉnh đại đức trị đức ạ. Dạ, con xin được ôn bài. Con xin trả bài chứ. Dạ. Sa ha samadhi che ga tha alat thabada sang hi ta e kang ga tha bi ba đằng say yo yang suốt ta upasamati. Sa ha samadhi che ga tha alat thabada sang hi ta e kang ga tha ba đằng say yo yang suốt ta upasamati. Dạ, con xin phân tích bổn câu một lần luôn ạ. Xá đoạn âm, hát trường âm nhắn, xá má bí, ba đoạn âm, chê ga tha, ba trường âm thông thường. Á đoạn âm, nát trường âm nhắn, thá bá, đá ba đoạn âm, săn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hí đoạn âm, ta trường âm thông thường. Ê trường âm thông thường, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ga tha hai trường âm thông thường, bá đoạn âm đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, say trường âm nhấn, vô trường âm thông thường, văn trường âm nhấn, quên không sai rồi, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xuất trường âm nhấn, toa trường âm thông thường, u bá hai đoạn âm, xăm trường âm nhấn, má tí hai đoạn âm. Saha samabhi chaga tha alat thabada sanghita e kang ga tha badang say yo yang sutta upasamati. Dạ, con đọc và phân tích có sai, con cũng thỉnh ngài và đạo tràng chỉ cho con sửa. Saha samabhi chaga tha anatha bada sanghita e kangatha badang sayo yang sutta u ba sammati. Saha samadhi jayatha anatha bada sanghita ta e căn ga tha bà đặng say vô dẫn suốt câu bà sám ma ti. Dạ, con đã tích và đọc cũng như kể xong rồi. Ồ, con quên đọc câu của ngài Hòa Thượng Minh Châu và con xin sám hối. Dầu nói ngàn câu kệ nhưng không gì lợi ích tốt hơn nói một câu nghe xong được tịnh lạc. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Dạ, sao con có sai, con cung kính ngài và đạo tràng chỉ dạy cho con sửa. Con thành kính tri ân quý ngài và đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh thấy bàn tay của cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, kính mời cô. Dạ, con cũng kính cung thỉnh đại đức trời đức. Dạ, ngoài cô Phúc Hạnh, nhà Nhật Quỳnh chạy ra cái bằng Nhật Quỳnh thấy máy của Nhật Quỳnh có bàn tay kim nhung. Dạ, mời cô nha.
Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ Du Quán Không, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tự Đức. Kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, kính chào đạo tràng. Sau đây con xin đọc câu Pháp Cú số 101. Sahasamabhijegatha anathapadasanghita ekangatha padangsayo yangsutta upasamatti. Sahasamabhijegatha anathapadasanghita ê căn ga tha bá đằng xây vô dần xuất tòa u bá sằng má tí tì tí đây sao chuẩn quá má tí giờ không thấy rõ. Dạ con xin phân tích ạ. Câu một ạ, xá là đoạn âm, hát là trường âm nhấn, xá má bí là ba đoạn âm, chê ga tha là ba trường âm thông thường. Câu số 2, á là đoạn âm, nát là trường âm nhấn, thá bá đá là ba đoạn âm, săn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hí là đoạn âm, ta là trường âm thông thường. Câu số 3 và câu số 4, e là trường âm thông thường, căn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ga tha là hai trường âm thông thường, bá là đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, say là trường âm nhấn, vô là trường âm thông thường. Câu số 4, dân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xuất là trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường, ú bá là hai đoạn âm, xâm là trường âm nhấn, má tí là hai đoạn âm. Sahasamabhijegatha anathapadasanghita ekangatha padangsayo yangsutta upasamati. Dầu nói ngàn câu kệ nhưng không gì lợi ích tốt hơn nói một câu nghe xong được tịnh lạc. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ. Sahasamabhijegatha anathapadasanghita ekangatha padangsayo yang su toa u ba samati. Dạ con đã đọc và kệ và phân tích xong, có sai chỗ nào xin Ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ con xin xuống mít ạ, xin mời vị tiếp theo ạ. Cảm ơn Ngài và cô Nhật Quỳnh đã bót bài. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Quán Không, con xin kính đảnh lễ sư Tuệ Đức, con xin kính chào quý đạo hữu, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú số 101. Sahasamabhijegatha anathapadasanghita ekangatha padangsayoyangsutta upasammati. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Xá, đoạn âm, hát, trường âm nhấn. Xá, má, tí, ba đoạn âm. Chê, ga, tha, ba trường âm thường. Á, đoạn âm, nát, trường âm nhấn. Thá, bá, đá, ba đoạn âm. Xăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Hí, đoạn âm. Ta, trường âm thông thường. Sahasamabhijegatha anathapadasanghita. Con xin phân tích câu 3, câu 4. E, trường âm thông thường. Căng, trường âm đọc theo giọng nguyên.
Nam ga tha hai trường âm thông thường, bá đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xây trường âm nhấn, vô trường âm thông thường, giăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sút trường âm nhấn, toa trường âm thông thường, ú bá hai đoạn âm, xăm trường âm nhấn, á tí hai đoạn âm, ê căng ga tha đăng xây vô giăng sút toa upasam mati. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 101. Saha samapi che ga tha anathapada samhita e kang ga tha padang sayo yang sutta upasam mati. Saha samapi che ga tha anathapada samhita e-kang-a-tha-ha-pa-đang-say-yo-yang-su-ta-u-pa-sam-ma-ti. Dầu nói ngàn câu kệ nhưng không gì lợi ích tốt hơn nói một câu nghe xong được tịnh lạc. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Trí Đức, Thượng Tọa Quán Không, cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin ôn bài kinh pháp cú câu số 101. Saha samapiche gatha anathapadasanghita ê căn ga tha pa tăng say vô văn to úp á sâm mát tí. Dầu nói ngàn câu kệ nhưng không gì lợi ích tốt hơn nói một câu nghe xong được tịnh lạc. Dạ con xin kệ ạ. Saha samapiche ga tha anathapada sanghita ê căn ga tha pa đăng say vô yang sutta upasammati saha samapiche gatha anathapada sanghita ekang gatha padang sayo yang sutta upasammati saha samapiche gatha anathapada sanghita ê căng ga tha ba đăng say vô văn su to úp á sâm ma ti. Dạ con xin hết ạ. Xin mời vị tiếp theo ạ. Dạ, sa thú chúng con thành kính ơn đại đức trời đức. Dạ, năm một bích hai giá. Dạ, cảm ơn thiện vũ. Thì na ơi, ông bài không đưa bàn tay lên. Thì na ơi, Nhật Quỳnh chắc là thì na chưa trả bài nên Nhật Quỳnh mời. Dạ, mời thì na nha. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý ngài quý sư và quý bà quý cô tư nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc bài câu pháp cú số 101. Saha samapiche gatha anathapada samhita ekang gatha padang sayo yang sutta upasammati. Saha samapiche gatha anathapada samhita ekang ga tha ba đăng say yo yang su toa u ba sam mát tí. Con xin phân tích câu 1 và 2. Xá đoạn âm, hát trường âm nhấn. Xá đoạn âm, má, thí.
hai đoạn âm, chê trường âm thông thường, ga tha hai trường âm thông thường, á đoạn âm, nách trường âm nhấn, thá, bá, đá ba đoạn âm, săn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hí đoạn âm, ta trường âm thông thường, sa hát sa ma phi chê ga tha anatha ba đá săn hí ta. Câu 3 và 4. E trường âm thông thường, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ga tha hai trường âm thông thường, bá đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, say trường âm nhấn, vô trường âm thông thường, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xuất trường âm nhấn, toa trường âm thông thường, ú bá hai đoạn âm, xăm trường âm nhấn, má tí hai đoạn âm, ê căng ga tha bá đăng say vô văn xuất toa ú bá xăm má tí sa ha sa ma pi che ga tha anatha ba da sang hi ta e kang ga tha ba dang say yo yang su toa upa sammati. Dầu nói ngàn câu kệ nhưng không gì lợi ích. Dầu nói ngàn câu kệ nhưng không gì lợi ích, tốt hơn nói một câu nghe xong được tỉnh lạc của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sa hán sa pa bi che ga tha an an tha pa da sang hi ta e kang ga tha pa đăng say nhu yam su to pa sam ma. Thi Na ơi, mời Thi Na cầm mic trở lại, đạo tràng không còn nghe âm thanh của Thi Na nữa. Thi Na có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Alo, Thi Na có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Rồi, rớt ngát mất tiêu luôn rồi. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ. Dạ. Cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời cô tu nữ Tệ Duyên. Cô có thể ôn bài không cô? Dạ, kính mời cô. Nam mô Bức Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức. Kính chào Đạo Tràng. Dạ, bây giờ con xin đọc và phân tích Kinh Pháp Cú số 101. Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh. Sahat samabhije gatha anathapadasamhita ekang gatha padang sayo yang sutta upasammati. Sa đoạn âm, hát trường âm nhấn, sa ma pi ba đoạn âm, chê ga tha ba trường âm thông thường, á đoạn âm, nát trường âm nhấn, thá bá đá ba đoạn âm, xăm trường âm nhấn, hí đoạn âm, ta trường âm thông thường, ê trường âm thông thường, trường âm giọng nguyên âm, ga tha trường âm thông thường, bá đoạn âm, đăng trường âm giọng nguyên âm, say trường âm nhấn, vô trường âm thông thường, văn trường âm giọng nguyên âm, xuất trường âm nhấn, toa trường âm thông thường, ú bá hai đoạn âm, xăm trường âm nhấn, má tí hai đoạn âm,
Sahasamabhijegathanathapadasamhita ekangathapadangsayoyangsuttaupasammati Sahasamabhijegathanathapadasamhita Ekangata padang sayo yang sutwa upasam mati. Tasama pijegata anata padasam hita. Ekangata padang sayo yang sutwa upasam mati. Dầu nói ngàn câu kệ, nhưng không gì lợi ích tốt hơn nói một câu nghe xong được tịnh lạc. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, tự nhiên đã đọc và kệ phân tích nếu có sai. À, xin Ngài và Đạo Tràng chỉnh sửa. Và bây giờ đã thấy tín hiệu của Phố Biển. Kính mời Phố Biển ạ. Dạ, con Phố Biển, con thành kính đảnh lễ ân đức Ba Ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, giáo ân đức Pháp. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Sư Quán Không, Sư Tỳ Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ cô tu nữ Tỳ Duyên Hạnh và con kính chào quý cô chú anh chị em trong đạo tràng. Và con xin đọc bài câu Pháp Cú số 101. Sahat sama biche ga tha anathaba dasang hita e kang ga tha ba dang say yo yang sutwa upasam mati. Sahat sama biche ga tha anathaba dasang hita e kang ga tha ba đằng say yo yang sút tòa u ba sam ma tí. Dạ, con xin phân tích. Xá là đoạn âm, hát là trường âm nhấn, xá má bí là ba đoạn âm, chê ga tha là ba trường âm thông thường, á là đoạn âm, nát là trường âm nhấn, tha bá đá là ba đoạn âm, sân là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, hí là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, ê là trường âm thông thường, căng là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, ga tha là hai trường âm thông thường, bá là đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, say là trường âm nhấn, vô là trường âm thông thường, văn là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, suốt là trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường, ú bá là hai đoạn âm, sam là trường âm nhấn, má tí là hai đoạn âm. Sahat samabhijje gatha anathapada sang hita ekang gatha badang sayo yang sutwa upasammati. Dầu nói ngàn câu kệ nhưng không gì lợi ích tốt hơn nói một câu nghe xong được tịnh lạc. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã trả bài xong. Con chỗ nào sai xin Ngài và Đạo Tràng sửa giúp con ạ. Con xin xuống bích.
Dạ, sa thủ kính cảm ơn phổ biển. Nam mô Bụt Tha Giá, dạ cảm ơn Thiện Vũ gia nhập Quỳnh tín hiệu. Một lần nữa con thành cái chư trung đức, Quỳnh kính lễ quý ba quý cô tu nữ, Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Xích Hà ơi, có ôn bài không? Xích Hà ôn bài chưa? Giang Nhật Hà kêu phụ phải không? Xích Hà ơi, có ôn bài không? Không ôn bài, Nhật Quỳnh lĩnh nhảy lên nha. Con sao là sao? Có ôn bài hay không? Có hay không thì có thì đưa bàn tay lên. Còn Quỳnh là Quỳnh hả? Wow, dạ có rồi, đưa bàn tay lên. Có nhà Giang Nhật Hà ngồi đây điểm danh tốt quá. Cô đọc rồi. Dạ, lúc nãy thì Quỳnh đọc rồi, chứ Hà ơi. Nam mô Bụt Tha Giá, dạ Quỳnh là Quỳnh có trước máy không? Có người ngồi điểm danh nè, cảm ơn người Giang Nhật Hà rất là nhiều nha. Rồi mời Hà nha, dạ mời Quỳnh, Quỳnh đạo Quỳnh nha. Xà thu hai bàn tay, rồi mời Hà. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, con kính anh lễ ngài Chí Đức, Chí Tôn Đức Tăng, con kính lễ các cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Dạ, con trả bài. Chứ anh Giang Nhật Hà, cô Nhật Quỳnh điểm danh là phải đi lên, chứ không thì không ổn. Dạ. Con xin trả bài câu pháp cú số 101. Sa-ha-sa-ma-di-che-ya-tha-an-at-tha-ya-an-at-tha-ba-da-sang-hi-ta-e-kang-ga-tha-ba-dang-say-yo-yang-su-tva-upa-sam-upa-sam-ma-ti. Dạ, con đọc lại. Sa-ha-sam-ma-bi-che-ya-tha-an-at-tha-ba-an-at-tha-ba-da-sang-hi-ta-e-kang-ga-tha-ba-dang-say-yo-yang-su-tva-upa-sam-upa-sam-ma-ti. Ta e căng ga tha ba đằng say vô văn xuất tòa úp ba sầm má tí. Dầu nói ngàn câu kệ nhưng không gì lợi ích tốt hơn nói một câu nghe xong được tình lạc. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin phân tích. Xá đoạn âm hát. Trường âm nhấn xá đoạn âm. Má đoạn âm, bí đoạn âm, chê trường âm thông thường, ga trường âm thông thường, tha trường âm thông thường, á đoạn âm, lát trường âm nhấn, thá, bá, đá, ba đoạn âm, hăng trường âm đọc với giọng nguyên âm, hí đoạn âm, ta trường âm thông thường. Sa ha sam ma bi che ya tha anatta ba sam hi ta e trường âm thông thường căng trường âm đặt theo giọng nguyên âm ya trường âm ya tha hai trường âm thông thường ba đoạn âm đăng trường âm đặt theo giọng nguyên âm say trường âm nhấn vô trường âm thông thường văn trường âm đặt theo giọng nguyên âm xuống đoạn âm toa trường âm nhấn toa trường âm đọc thì giọng toa trường âm thông thường rồi cái này con không cái này con không có sure nhé ú đoạn âm bá đoạn âm xăm trường âm thông thường má đoạn má tí hai đoạn âm e căng ga tha ba đằng say yo yang su tòa u ba sam ma tí. Dạ, tòa đọc trường âm. Con xin đọc hết lại. Sa ha sam ma di che ga tha anatta ba da sam hit ta e căng ga tha ba đằng say yo yang su tòa upa sam ma tí. Con đọc thêm lần nữa đi. Sa ha sam ba ma
Pichayatha anattha badasamhi ta ekangatha badang sayo yang sutta upasammati. Dạ con cậy dở lắm thôi, con đi xuống sai, xin đại trang chỉnh sửa. Dạ cảm ơn anh Giang Việt Hà. Dạ thôi cậy dở lắm. Rồi con trao mic lại cho cô nha. Dạ xin kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Dạ hôm nay là tính là chỉ nghe dự thính thôi, mà huynh Giang Nhật Hà với cô Nhật Quỳnh bắt quả tang thành kêu vô thành tử không dám thất lễ. Dạ, dạ cảm ơn đạo tràng cho biết tín hiệu. Dạ trước hết là cũng xin đảnh lễ quý sư, kính đảnh lễ quý cô tu nữ, kính chào quý bà quý cô, kính chào các vị huynh đệ trong đạo tràng. Yeah. Hôm nay chúng tôi xin đọc bài Pháp Cú 101. Yeah. Cảm ơn cô Tự Duyên. Chị xin đọc thời kệ. Yeah. Mọi người phân tích rất là rốt ráo, thành thứ đạo huynh có phân tích nữa là chắc cũng dư thừa. Yeah. Và bây giờ xin đọc. Sahat sambati che gatha anattha bada sam hita ekang gatha badang sayo sang sutta upasammati sahat sambati che gatha anattha ba dasamhita ekang gatha badang sayo sang sutta upasammati. Và xin kể. Sahat sama biche gata anattha pada samhita ekang gata badang sayo yam sutta uba sammati. Và thượng tọa Thích Minh Châu đã chuyển ra tiếng Việt từ tiếng Pali là: dầu nói ngàn câu kệ nhưng không gì lợi ích tốt hơn nói một câu nghe xong được tịnh lạc. Dạ Nam Mô Bổn Thầy. Kính chúc quý sư, quý bà, quý cô, quý anh chị được sức khỏe. Dạ tinh pháp an vui. Dạ Nam Mô Bổn Thầy. Dạ dạ sa thủ sa thủ, kính cảm ơn huynh đạo huynh. Nam mô Bụt Thầy. Dạ dạ mến chào Xích Nguồn Lào Cai. Xích Nguồn Lào Cai có ở trước máy không, có trả bài được không cho Nhục Quỳnh biết một tín hiệu ạ? Pháp Nguồn Lào Cai ơi, có trả bài không, có cầm mic được không? Alo, cho Nhục Quỳnh một tín hiệu ạ. Rồi vậy mời đưa tay nha. Dạ con thành kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng cùng quý cô nữ, xin lễ ngài chư đức. Con xin cảm ơn cô Nhật Quỳnh và tất cả các đạo hữu trong Zoom ạ. Dạ con xin được đọc và kể câu pháp cú 101 ạ. Dạ. Sa ha sa ma bi chê gà thà a nát thà ba đa sầm hi tà ê căng gà thà ba đăng xây dô dăng sút tòa u bát sầm ma ti sa ha sa ma bi chê gà thà a nát thà ba đa sầm Anattha bada sam
Sanghita Ekangatha Badang Sayo Yasutva Upasamati. Con xin kệ ạ. Sahasama Pichegatha Na Athapada Sanghita Ekang gatha badang sayo yang sutwa upasam mati. Nhưng không gì lợi ích tốt hơn nói một câu nghe xong được tịnh lạc. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Dạ con đã đọc xong, con xin phép mời vị khác ạ. Con được xuống đấy ạ. Dạ, xà thủ kính cảm ơn Pháp Nguồn Lào Cai. Nam Mô Bích Tha Giá. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Nhục Vinh kính chào Đạo Tràng. Dạ, kính là con thỉnh thay mặt Đạo Tràng, cũng thỉnh Ngài Trí Đức trở lại Đạo Tràng ạ. Con nghĩ chắc không còn bàn tay của vị nào nữa. Con cũng thỉnh Ngài ạ. Ngài cho con xin một tín hiệu. Vâng, kính nhân bích đến Ngài. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, một lần nữa con cũng thỉnh Ngài Trí Đức ạ. Ngài cho con một tín hiệu bạch Ngài, con kính nhân mít đến Ngài. Rồi, Ngài giao mít cho con rồi Ngài. Đi đâu mất tiêu rồi. Dạ, một lần nữa con xin thay mặt Đạo Tràng cung thỉnh Ngài Trí Đức trở lại Đạo Tràng ạ. Dạ, Ngài không trở lại Đạo Tràng con quăng mít luôn. Dạ, đợi con thấy đợi Ngài rồi. Dạ, con kính nhân mít đến Ngài. Alo, 1, 2, 3. Làm nhiều quả quá vậy. Từ chứ. Nhưng mà quăng mít mà la luôn không. Rồi, xong ha. Bây giờ dọa hả? Trời ơi, cũng biết hù, biết dọa nữa. Rồi, bây giờ chúng ta đi vào từ vựng ha. Câu Phật ngôn này hay ạ. Và đây cũng là một bài học để chúng ta áp dụng cho cuộc sống của chúng ta. Câu 101 và 100 nó giống nhau, giống rất là nhiều. Bây giờ chúng ta lướt xa qua ha. Saha samabhije gatha. Saha samabhije gatha. Câu đầu tiên này chữ nó giống giống như cái câu 100 chữ saha sang nè cộng với api, saha sang cộng với api, saha sang tức là 1000, api ngay cả hay là dù 1000, chữ saha samapi là dù 1000 ha. Rồi chữ chê là nẻo, chê là nẻo. Rồi chữ ga tha đây là một danh từ nữ tính. A karan ta ít thì linh ga, ga tha đã đứng làm chủ từ số nhiều. Bà Thamma bà Hú Quá Chá Ná Quỳ Khóa Tí Gia Tha là nhiều câu kể, nhiều câu kể. Rồi câu số 2 Anat Anat Tha Bada Sanghita Anat Bada Sanghita, phải không? Câu số chữ Anat Bada Sanghita thì chúng ta thấy trong câu số 1
có nghĩa là chứa đựng những từ có ý nghĩa nhưng mà có chữ A ở phía trước, tức là chứa đựng những cái từ vô bổ. Anathapadasanghita chứa đựng những từ vô bổ, bởi vì chữ anh là trước có nghĩa là không, attha là ý nghĩa, bada là câu, sanghita sanghita có nghĩa là đặt xuống, hay là sanghita có nghĩa là được sở hữu, được cung cấp. Vậy thì anathapadasanghita là chứa đựng những từ vô bổ. Vậy thì có một câu hai, saha samabhijje gatha anathapadasanghita, nếu 1000 câu kệ mà chỉ chứa đựng những từ vô bổ. Đó là câu một, câu hai ha. Saha samabhijje gatha anathapadasanghita, nếu 1000 câu kệ mà chỉ chứa đựng những từ vô bổ. Rồi, bây giờ câu 3, câu 4. Ê căn gà thà bá đăng xây vô dần suốt tòa u bá sầm má tí. Ê căn gà thà bá đăng xây vô dần suốt tòa u bá sầm má tí. Câu số 3. Ê căn do từ ê cá. Ê cá có nghĩa là một. Rồi, gà thà bá đăng, chữ gà tha bá đằng, gà tha nó là một danh từ nữ tính, akran ta ít thì gà, gà tha là câu kệ ha. Rồi cái từ bá đằng do cái từ bá đá là một danh từ trung tính, akran ta nó phun sắc cả lệnh gà, và bá đá được chia theo đối cách số ít đối trị giao về phát tí ê cao quá trần á, cho nên bá đá biến thành bá đằng. Bát đăng có nghĩa là từ, là chữ, là câu. Vậy thì ga tha bát đăng có nghĩa là câu kệ. Ga tha bát đăng là câu kệ. Rồi xây vô tốt hơn, xây vô là tốt hơn, do cái từ xây giá và câu cuối cùng dân suốt tòa upasammati, dân suốt tòa upasammati, chỉ dân là nói về cái câu kệ đó, nói về là ám chữ do cái đại từ giá. Rồi suốt toa là sau khi nghe, rất là sau khi nghe cái câu kệ đó. Suốt toa là sau khi nghe. Upasammati, cái động từ này có nghĩa là được an tịnh, được vắng lặng. Upasammati, được an, được vắng lặng. Vậy thì câu 3, câu 4. Câu số 3, câu số 4. Ê căng gà thà bà đăng xây vô dân suốt tòa u bà sầm má tí. Một chữ của câu kệ còn tốt hơn sau khi nghe được an tịnh. Ở đây không phải là một câu kệ mà một chữ nữa ha. Một chữ của câu kệ còn tốt hơn sau khi nghe được an tịnh. Gà tha bát đằng là một câu, một chữ, một từ của câu kệ
còn tốt hơn sau khi nghe được an tịnh. À, ý nghĩa câu 3, câu 4. Câu Phật ngôn 101. Saha samapitye gatha anathabadasanghita ekangatha badang sayo yang sutwa ubasam mati. Nếu 1000 câu kệ mà chỉ chứa những cái từ vô bổ thì một chữ của câu kệ còn tốt hơn sau khi nghe được an tịnh. À, xin lặp lại ha. Nếu 1000 câu kệ mà chỉ chứa những cái từ vô bổ thì một chữ của câu kệ còn tốt hơn sau khi nghe được an tịnh. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: chữ câu ngàn vạn ít gì, trong kinh nói mãi lắm khi loạn mùa. Một câu có ích cho dù, nghe xong tịnh lạc an như đời đời. Chữ câu ngàn vạn ít gì, trong kinh nói mãi lắm khi loạn mùa. Một câu có cho dù, nghe xong tịnh lạc an như đời đời. Còn Ngài Hòa Thượng Minh Châu, dầu nói ngàn lời kệ nhưng không gì lợi ích tốt hơn nói một câu nghe xong được tịnh lạc. Dầu nói ngàn câu kệ nhưng không gì lợi ích tốt hơn nói một câu nghe xong được tịnh lạc. Alo, bây giờ chúng ta đi vào duyên sự câu Phật ngôn 101. Duyên sự này rất là tuyệt vời, cho chúng ta một bài học để chúng ta áp dụng cho cuộc sống chúng ta được sự an vui hòa. Khi Đức Phật ngự tại chùa Kỳ Viên thì Ngài đề cập đến một cái vị trưởng lão tên là Bà Hy Giá Đà Rút Đà Rút Chì Hy Giá, có nghĩa là cái ông này á, ông là một đạo sĩ mà lấy cái vỏ cây làm y phục để mà mặc, cho nên cái tên dài quá. Dài quá thì bây giờ chúng ta đọc tên đầu thôi. Tên thật của ông ta tên là Bà Hy Giá. Tên cái vị này gọi là Bà Hy Giá, nhưng mà ông ta trên hình tướng của một một đạo sĩ ngoại đạo, một đạo sĩ thờ thần nữa, ăn mặc coi như là lấy vỏ cây chắp vá lại làm y phục để mà mặc. Nhưng mà tại sao gọi là trưởng lão? Đây là một điều chúng ta nên nghiên cứu ha. Trưởng lão ám chỉ là những vị cao tăng thật đức, đạo cao đức trọng tu trong giáo pháp của chúng ta thì gọi là trưởng lão Maha Thera. Nhưng mà đây được gọi trên cái hình tướng của một đạo sĩ, nhưng mà được gọi là trưởng lão, đây là điều mà chúng ta cần phải phải tìm hiểu. Rồi, nghe xong thì quý vị nên có nhiều sự thắc mắc nha. Một lúc nọ, có nhiều người ngồi thuyền để vượt ra biển, không biết họ đi vượt biên hay đi đâu dữ vậy nào. Rồi khi đến giữa đại dương, thuyền bị sóng to gió lớn đánh chìm, tất cả đều chết chìm, làm mồi cho tôm cá và rùa. Nhưng có một người còn sống sót nhờ một tấm ván và ráng sức lội mãi và may mắn tấp vào một bãi cát trên một cái cảng gọi là Suparaka. Lúc bây giờ nạn nhân không còn quần áo gì hết, bởi vì sóng biển đã tới tấp
dồn dập đập và bơi ở trên trên mặt biển, cho nên quần áo của người tơi tả rất là hết, rồi không thấy một cái gì. Cái người trơ trọi thì anh ta mới lấy cành cây khô rồi tước bỏ xoắn lại, đang làm cái y phục để che cái thân được khỏi bị lõa luộc. Rồi khi mà có y phục, cơn đói nó lại đến. Và trên bãi biển thì có gì? Cái vỏ sò, cái vỏ sò, vỏ ốc á, ta lượm cái đó. Và vỏ sò, vỏ ốc á, cầm ở trên tay, đối với một tu sĩ thì đó là cái bình bát của chư thiên. Hồi xưa bình bát của chư thiên tức là vỏ sò, vỏ ốc. Còn bây giờ bình bát mà chư tăng đi khất thực là bằng sắt. Rồi thời gian trước á, bằng đất nung, chứ không phải bằng sắt, bằng đất nung, rồi sơn đen, hoặc là lấy lá cây để mà đốt lên, rồi lấy cái nhựa của lá cây đó sử dụng, chứ không có sử dụng màu sơn. Bây giờ thì sung sướng quá rồi, bình bát bằng sắt nè, bằng nhôm nè, và thấy đời sống tu tập bây giờ nó thoải mái hơn. Chứ hồi xưa là bình bát của chư thiên có nghĩa là lượm cái vỏ sò, vỏ ốc để đi khất thực. Thì cái ông này cũng vậy, thân thể lã lồ, rồi lấy vỏ cây, lá cây đang chầm lại để làm y phục, rồi lượm cái bình bát của chư thiên tức là vỏ sò, đi vào trong xóm làng để khất thực. Dân chúng thấy người hành khất này khác thường, và giống như một người ở đâu trên trời nó rơi xuống, và cho đó là một vị A-la-hán. Cho nên tôn trọng cúng dường cơm cháo một cách rất là đầy đủ. Khi có người tặng cho anh ta y phục bằng vải thì anh ta gì từ chối, mà chỉ đắp thứ y phục vỏ cây do mình tạo nên mà thôi. Vì nghĩ rằng nếu mà ta mặc y phục vải thì ta sẽ bị giảm bớt đi sự tôn trọng cúng dường của dân chúng. Đây cũng là một cái lối sống đặc biệt ha, lập dị ha. Nhưng mà lập dị như vậy thì được người ta cung phụng, tôn thờ giống như một vị thánh. Rồi khi đó ông ta có được một hội chúng, một số rất là đông theo quy thuận tùy tùng, và tôn ông ta là một cái vị đạo sư, một vị Phật, một vị A-la-hán. Và ông Pa-hi-gia này, ông sống trên cái sự tôn trọng của kẻ khác và chấp nhận mình là một vị A-la-hán do sự tôn xưng đó. Rồi khi đó có một vị chư thiên trong tiền kiếp đã từng kết nghĩa bạn bè với vị khất sĩ ăn mặc cái vỏ cây này, lá cây này. Cái vị chư thiên đó thấy bạn của mình thì nghĩ, khi mà bạn ta được người ta tôn xưng là A-la-hán thì y đã khởi lên tà kiến, khởi lên tà kiến và chấp nhận mình là một vị A-la-hán. Vậy thì cái người bạn này đã lâm vào một cái hoàn cảnh đi xuống. Thế là vị chư thiên mới xuất hiện. Vị chư thiên này mới xuất hiện để nhắc nhở cho người bạn của mình. Thì ý nghĩa trong cái vấn đề quá khứ là hai vị này đã kết nghĩa, đã từng tu tập và đã từng thực hành sa môn pháp trong quá khứ. Tức nghĩa là trong một thời gian mà giáo pháp của bậc đạo sư Kassapa, Đức Phật Ca Diếp, khi mà cuối cái thời của giáo pháp thì
có tất cả là 7 vị tỳ khưu. Các vị tỳ khưu này trông thấy giáo pháp mà Đức Phật Kassapa để lại. Bây giờ ác pháp sinh khởi nhiều quá đối với chư tỳ khưu, nhất là các vị sa di thì phát sinh cái tâm coi như là dễ vui, không có đem hết sức mình để hành đạo và duy trì cho giáo pháp không cho tiêu hoại. Cho nên 7 vị tỳ khưu này kết nghĩa với nhau, rồi cùng có một cái nguyện lực mạnh, có nghĩa là đến cái bảo tháp thờ xá lợi của Đức Phật Kassapa. 7 vị này đến lễ rồi phát nguyện, chúng ta là những người thiếu dục, từ bỏ tất cả sự luyến tiếc, và nhất là cái mạng sống này, hãy trèo lên cái núi cao kia để mà hành đạo. Và 7 vị này đã vào trong rừng, trông thấy một cái ngọn núi cao, trèo lên cái đỉnh chót vót ở trên, và trên đó thì có một cái tảng đá bự. Sau khi cố gắng nâng đỡ để lên được ở trên và phá bỏ những cái sợi dây, phá bỏ những cái thang mà đã tạo để không có đường đi xuống. Và 7 vị này là buộc cây này làm cái thang trèo lên trên đó, rồi bỏ cái thang ra, nguyện ở lại nơi này thực hành sa môn pháp. Trong 7 vị thì cái vị trưởng lão cao hạ nhất chỉ qua một đêm thôi chứng đắc thánh quả là hạng. Ngài bay đến cái hồ Anuttara ở Himalaya, rửa mặt, súc miệng, rồi dùng thần thông bay qua Bắc Khu Lưu Châu, khất thực, đem vật thực về gọi các vị tỳ khưu bạn: này các đạo hữu, hãy lấy cây đánh răng súc rồi hãy dùng nước rửa mặt, rồi dùng những vật thực này đi. Nhưng mà 6 vị kia không có dùng, và hỏi với ngài trưởng lão rằng: bạch ngài, sao ngài lại bảo vậy? Chúng ta có giao ước với nhau, vì nào chứng đắc thánh quả thì cái phần cơm mà của vị đó đem về vị kia sẽ thọ thực hay không? Không có thọ thực như vậy, này các đạo hữu. Nếu như vậy thì vì nào hãy tự lo lấy chính bản thân của mình, nghĩa là vì nào có phước thì vì đó được hưởng, còn bây giờ không có hưởng nhờ phước của người khác. Thế là 6 vị kia từ chối, không chấp nhận vật thực mà ngài trưởng lão chứng đắc thanh quả đem về. Qua ngày thứ hai, cái vị trưởng lão thứ hai cũng chứng đắc thanh quả A La Hán, cũng bay đi khất thực, mang vật thực về mời các bạn. Nhưng mà 5 vị kia không chịu thọ nhận và đáp rằng: bạch ngài, theo ngài là làm như vậy, chúng ta có giao ước với nhau, phần cơm của vị đại trưởng lão mang về không được đổ, chúng ta sẽ đổ phần cơm của ngài trưởng lão thứ hai hay không? Không khó như vậy đâu các vị hiền hữu. Như vậy thì chúng ta phải ráng hành đạo cho được giác ngộ như ngài, rồi mỗi người sẽ dùng phần cơm của chính mình, tự lực mình kiếm ra được. Rồi sau đó cái vị trưởng lão nhập diệt, vị thứ hai thì tái sanh về phạm thiên giới, còn 5 vị kia thì không đắc chứng được cái quả vị nào hết, kiệt quệ đói khát giống như một cái cành hoa tàn. Và đến ngày thứ đều ra đi trong sự đói khát và được sanh về thiên giới. Trong thời Đức Phật hiện tại của chúng ta, Đức Phật Vua Tầm Á, có 5 vị thiên nhân tái sanh vào 5 gia tộc có danh giá. Một vị là Đức Vua Pushati, một vị công tử Kumarakasapa, một vị là khất sĩ Bahiya,
một vị là công tử Đắc Bá Man La Pú Tá, một vị là nữ du sĩ Sắc Phi Giá, còn cái vị Phạm Thiên mà chứng đắc công quả A Na Hàm đó chính là cái vị thiên nhân đang muốn giúp đỡ cho bà Hy Gia. Vị Phạm Thiên này mới suy nghĩ, vị này cùng với ta trong tiền kiếp từng cột cái thang leo lên trên cái tảng đá to kia để mà sa môn pháp, nhưng bây giờ lại chấp giữ cái tà thuyết người ta tôn xưng, rồi cũng tự mạo nhận mình là A-la-hán. Bây giờ nếu mà để lâu ngày trong cái tư tưởng như vậy thì chắc chắn là bạn ta sẽ đi xuống quá đi. Và thế là vị Phạm Thiên đến gần đạo sĩ Phai Giá mới nói là: này ngoại đạo Phai Giá, ông chưa chứng đắc công quả là hạng đầu mà cũng chưa chứng đạo đâu, ông không có hành đạo thì bao giờ mới đắc đạo đắc quả A-la-hán được chứ? Du sĩ Bày Gia nhìn thấy vị Đại Phạm Thiên đứng giữa hư không mà nói chuyện với mình như vậy thì mới nghĩ rằng: ồ, nặng thay là cái nghiệp mà ta đã tạo, ta đã tự phụ đó mình là một vị A-la-hán, mà cái ông này nói với ta ông chưa chắc đạo quả A-la-hán. Vậy thì trong thế gian này sẽ có một vị sa môn nào ở rừng ở núi là vị A-la-hán chăng? Cho nên du sĩ Bày Giá mới hỏi vị Đại Phạm Thiên: hiện nay trên thiên giới hoặc ở cõi nhân gian này có vị nào đắc quả A-la-hán hoặc là đắc đạo A-la-hán không? Vị Phạm Thiên chỉ dạy rằng: này Bày Giá, trong quốc độ miền Bắc có cái thành Sa Quách Thì là nơi mà Đức Thế Tôn đang ngự. Ngài là một bậc A-la-hán, một vị chánh đẳng chánh giác. Này Bày Giá, chẳng những Ngài là bậc Thế Tôn đã đắc A-la-hán mà Ngài cùng thuyết pháp dạy đệ tử chứng đắc A-la-hán đạo, A-la-hán quả. Ngoại đạo Bày Giá trong đêm khuya nghe được lời mách bảo của vị thiên nhân là bạn cũ thì phát tâm kinh cảm, lập tức từ bỏ cái hội chúng của mình đi suốt đêm đến thành Sa Quách Thì. Và thế người ta nói sẽ dĩ trong quãng đường xa 120 giờ tuần mà Bày Giá vượt qua chỉ trong một đêm như thế là nhờ oai lực của vị chư thiên và của Đức Phật. Khi Bày Giá vừa đến nơi, Quảng Sư đã vào thành sau khi khắc thực, gặp nhiều vị tỳ khưu đang đi kinh hành ở ngoài sân trống để cho cơ thể hết rã rượi sau một đêm mệt mỏi. Thì ông ta nói: Đức Tôn Sư bây giờ ở đâu? Khi Tăng đáp: Ngài đã ngự vào thành sau khi để khắc thực rồi. Và Chư Tăng hỏi lại: còn thầy, thầy từ đâu mà đến đây? Ồ, tôi từ hai cảng Suparaka đến. Ồ, thầy đi từ bao giờ? Tôi khởi hành từ tối hôm qua. Ồ, thầy từ xa đến, mệt mỏi, hãy ngồi xuống rửa chân, pha dầu, hãy nghỉ ngơi cho khỏe. Khi nào Đức Bổn Sư trở về rồi thì sẽ đến ý kiến ngài. Bạch các ngài, tôi không biết có gì tai hại xảy ra cho mạng sống của bậc đạo sư hoặc là của tôi hay không, cho nên trọn cả một đêm tôi không vì cái lẽ gì mà dừng lại hoặc là ngồi xuống. Trừ ra khi mà tôi đã vượt cả lộ trình là 120 giờ tuần để gặp được Đức Thế Tôn thì tôi mới nghỉ ngơi. Và nói như thế rồi Bày Giá vội vàng đi luôn vào trong thành Sa Quách Thì. Khi mà trông thấy Đức Bổn Sư đang ngự đi trì bình khất thực tương hậu quang minh và ông ta thầm thầm trong bụng:
À, quá thật, quá thật. Đã lâu lắm rồi, bây giờ ta mới được gặp một bậc chánh đẳng chánh giác. Và từ chỗ trông thấy Đức Bổn Sư, đạo sĩ Ba Di Đà cúi rạp người xuống giữa đường, gieo cả năm bốc xuống đất, đảnh lễ, nắm chặt hai cái mắt cá của Đức Thế Tôn và nói là: Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài thuyết pháp cho con nghe. Bạch Đức Thượng Tệ, xin Ngài hãy thuyết pháp. Và cái pháp nào làm cho con được tấn hóa, được an vui? Và khi đó Đức Phật đã từ chối, đáp rằng: Này Ba Di Đà, bây giờ không phải thời. Trong lúc Như Lai đang đi khất thực ở dưới đường, khi mà nghe như vậy thì Ba Di Đà văn này: Bạch Ngài, trong vòng sanh tử luân hồi chuyển kiếp, hạng người đi khất thực không định trước được một bát cơm của thí chủ, con cũng thể biết trước được sự tai hại gì sắp xảy đến cho mạng sống của Ngài hay mạng sống của con. Bởi vậy xin Ngài hãy thuyết pháp cho con nghe. Lần thứ hai Đức Phật lại từ chối và đáp rằng: Trong khi đó sự từ chối đối với Ba Di Đà với sự suy nghĩ của Đức Phật như thế này: Ba Di Đà này, từ khi thấy ta, khắp cả châu thân tràn đầy sự quý lạc, tâm của ông ta bị hỷ lạc mãnh liệt chi phối, dù có nghe pháp cũng không thể lãnh hội được. Vậy thì hãy chờ cái lúc tâm của ông ta trở lại cái trạng thái quân bình, và lúc đó sẽ ổn định và sẽ thuyết pháp. Cho nên mục đích là trải qua 120 giờ tuần ha, một đoạn đường rất là dài, và khi đến đây tâm còn giả dưới bức rứt, nhưng mà thấy được Như Lai thì quý lạc phát sanh lên sự náo nức, sự hưng khởi, và đó cũng là một cái cớ để những cái lời của ta nói không đi vào lòng người. Và thế là Đức Phật từ chối thứ hai lần. Thì Ba Di Đà khẩn cầu đến lần thứ ba, mặc dù đang đứng ở giữa đường, nhưng mà Đức Thế Tôn đã thấy đã đến lúc đến thời rồi, trên này Ngài mới dạy: Ông nên học tập như vậy nè, và học tập tới ba lần chứ không phải một lần. Đích thề đích tham mắt thần khâu quý sạch đi xuất tham mắt thần khâu quý sạch đi mu tề mu tắc mắt thần khâu quý sạch đi quýnh nha nê quýnh nha tham mắt thần khâu quý sạch đi ngắn và gọn, tức là trông thấy, trông nghe, trong thọ tưởng, trong tri giác, chỉ có kiến, văn, giác, tri mà thôi. Đức Phật Ngài đã thuyết cho ông Ba Di Đà. Đương nhiên, khi mà nghe như vậy thì ông ta không còn phiền não, không còn lậu hoặc, và chứng đắc thánh quả là hán với tuệ phân tích. Rồi ngỏ lời xin với Đức Phật cho mình được xuất gia. Thì Đức Phật mới hỏi: Người có đủ y bát không? Bạch Ngài, con chưa có. Vậy thì hãy đi tìm y bát đi, rồi Như Lai sẽ cho xuất gia. Và nói như vậy xong thì Đức Phật đi luôn. Theo truyền thuyết, trong thời quá khứ, Ba Di Đà đã từng hành sa môn pháp đến 20.000 năm, giữ đúng hành vi cư và chỉ thọ dụng tứ vật dụng tự mình tìm được, chứ không dòm ngó đến vị khác. Và ông cũng hề tiếp độ y Phật bát cho vị thị cư nào khác. Có nghĩa là trong sự tu tập không có bố thí, không có làm thí chủ của lễ gia nghi.
và biết rằng y bác phát sanh do thần thông không có đến bảy giá, cho nên Đức Phật đã không cho ông ta xuất gia thiện lai tỳ kheo ê hí phí cú. Trong lúc ông ta đi tìm y bác để chuẩn bị xuất gia thì một nữ già xoa dưới hình thể là một con bò chạy đến và hút vào hông cái chấm dứt mạng sống của ông ta. Đức Phật ngự vào thành đi khất thực. Thọ thực xong, cùng nhiều vị tỳ kheo trở về ra ngoài thành và thấy xác của ba vị giác nằm trên một nơi đầy rác rến. Đức Phật gọi các vị tỳ kheo đến và bảo rằng: Này các vị kheo, hãy đến trước cửa của một nhà thị tín, kêu họ mang ra một cái giường nhỏ, chở xác này đem ra ngoài thành hỏa táng. Thiêu xong, hãy lập một cái bảo tháp để thờ Xá Lợi. Các vị tỳ kheo làm đúng theo lời dạy của Đức Phật, rồi trở về chùa báo cho ngài biết rằng công việc mình làm đã xong. Nhưng mà khi tăng đã hỏi Đức Phật về cái hậu lai của Ba Hỷ Giá, sau khi dạy bảo Chư Tăng biết rằng Ba Hỷ Giá đã vô duyên nhất bàn. Này các tỳ kheo, các tỳ kheo thân văn của Như Lai giác ngộ một cách mau lẹ, cứ con nào thì ngoại đạo Ba Hỷ Giá cũng đạt đến cái quả vị tối cao như thế. Các vị tỳ kheo ngạc nhiên, bạch ngài, ngài nói ngoại đạo Ba Hỷ Giá đắc quả A La Hán, và ông ta đắc quả A La Hán khi nào? Này các vị thưa, khi mà Như Lai bạch ngài, ngài có thuyết pháp lúc nào đâu? À, trong khi trì bình khất thực, ta đã dừng chân lại ở giữa đường đó. Bạch ngài, khi mà đứng ở giữa đường, ngài thuyết pháp ít quá mà, làm sao nghe có bấy nhiêu đó mà ông ta giác ngộ niết bàn? Khi đó Đức Phật ngài mới giải thích: Này các tỷ kheo, pháp mà Như Lai thuyết giảng dầu ít hoặc nhiều, chứ có tính bằng số lượng. Quả vậy, dù có thuyết hàng ngàn câu kệ vô ích thì cũng chẳng làm gì. Ta chỉ nói một câu hữu ích thì còn quý hơn. Và Đức Phật ngài đã nói lên câu Phật ngôn 101 này: Sahasamapite gatha anathapada sanghita ekam gatha padang sayo yam sutva upasammati. Giờ nói ngàn câu kệ nhưng không gì lợi ích tốt hơn nói một câu nghe xong được tịnh lạc. Và khi câu Phật ngôn này chấm dứt thì nhiều vị tỳ kheo cũng chứng đắc thánh quả, nhất là đạo quả Tu Đà Hoa. Nội dung duyên sự câu Phật ngôn này: Ngoại đạo đốn đường hỏi Phật Đà, pháp nào tu chính tuệ cao xa? Phật rằng: Trong kiến văn tri giác, hãy giữ tâm không chớ chấp ta. Bài giác liền chứng vô sanh, nhờ duyên tiền kiếp đã tu thành. Vì bồ hút chết thay nằm đó, khó biết tâm ông đạo quả thành. Phật dạy Chư Tăng hãy trả tỳ, thiếu ông ngoại đạo đủ uy nghi như A La Hán thinh văn vậy, có thật tỳ kheo thiếu bác y. Rồi, duyên sự quý vị đang nghe kết thúc rồi, không còn gì nữa hết. Một cái câu Phật ngôn mà Đức Phật dạy ông phải hiểu nha. Trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong cái thọ tưởng chỉ là thọ tưởng, và trong cái thích kỳ chỉ là thích kỳ. Biết thề biết tham mắt rằng phô quýt sạch đi, trong cái thấy chỉ là thấy. Cái dừng có đưa cái bản ngã của mình vào tôi thấy, có chỉ tôi trong đó rồi là xong ngay. Thấy chỉ là thấy, nhưng mà không có bản ngã
tham sân si chi phối. Những cái gì hay đẹp gom hết về mình thì không còn thấy được thực tánh của tham. Trong cái thấy chỉ là thấy, trong cái nghe chỉ là nghe. Mình thì không phải vậy đâu. Cái gì hay đẹp là tôi thấy. Trong những cái lời nói hoặc là trong những cái âm thanh mà cũng đưa cái tôi vào đó, ai nghe? Tôi nghe. Có cái tôi trong đó, có cái bản ngã trong đó là không thấy được thực tánh của pháp. Thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, thọ tưởng chỉ là thọ tưởng, tức là kiến, văn, giác, tri. Đó là bốn điều mà cái quan trọng thấy như thế nào. Để rồi trong Bát Chánh Đạo có cái từ chánh kiến, tức là mình phải thấy sự thật của nó. Bây giờ chúng ta đi dạo ha, ví dụ vậy, hay gặp một cái bông hoa nào đẹp thì chúng ta nhìn cái bông hoa đẹp và để cho người khác nhìn nữa chứ không. Đẹp ngắt đi về cắm trong cái chỗ, trong cái bình bông, để cho bà để là nhìn ngắm một mình. Nhưng mà cái bông nếu mà sống theo cái vấn đề tự nhiên thì nó có thể cả tuần nửa tháng vẫn xinh đẹp. Còn bây giờ chúng ta đem về cắm ở trong cái bình hoa ha, và chúng ta nhìn nó được mấy ngày rồi nó tàn, nó héo. Rồi tàn héo thì không nói, nhưng mà cái nước nó thu quắc à. Nhất là quý vị thấy à, cái chùa ha, mua hình chục huệ ha, đem xuống chùa cắm, không nhận thơm và nhìn lên rất là quan hỷ. Nhưng mà cái khổ một cái, ai là người đi đổ nước bình bông huệ khi mà nó tàn nó héo trong cái đẹp mình đưa lên để mà trưng bày. Nhưng mà rồi khi mà ai dọn dẹp, khi nó tàn nó héo, để cho mấy người chùa đi, mấy người ở chùa lo chuyện đó, còn mình chỉ biết chân dọn lên cho đẹp thôi. Thì như vậy quý vị nghĩ như sao? Thì trong câu chuyện này mình thấy như là cái thấy, đừng phải chấp vào đó. Và cái chuyện mà ở chùa thì phải dọn dẹp, đó là cái là quy luật. Con sải ở chùa thì phải quét lá đá, tu phải có những cái vấn đề, đừng có than thở. Người ta nhìn cái phiền não cho mình, nhưng mà thật sự họ với cái tâm thành đem hoa cái cúng Phật, thì mình chấp nhận những cái cành hoa cúng Phật mà làm cho cảnh chùa ai đến cũng hoan hỷ ha. Nếu mình phải dọn dẹp chứ. Ví dụ tới chùa mà thấy cỏ rác tùm lum, rồi thấy dơ giấy, rồi không có trang nghiêm, thì người ta tới chùa ta sẽ nói rằng mấy em này tu cái gì. Trách nhiệm bổ phận, nhất là pháp hành mà không thực hành thì thua. Ngài Sơ Lược Pháp Tha, Ngài là Thường Thủ Tinh Văn Cánh Thay Mặt, là một vị pháp chủ. Nhưng mà quý vị thấy, để như Chư Tăng đi phát thực thấy đi, buổi sáng ngày lo quét dọn này, múc nước đầy các hạt nước này, rồi làm sạch sẽ cả khuôn viên ngôi chùa, để cho ngoại đạo người ta tới. Tao không có nói là đệ tử của Gautama coi như dơ dãi, lộn xộn, không có trang nghiêm. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất là người rất là suy đạo. Ê, lâu giờ hả? Không, thời gian để cho quý vị chứ, sao hôm nay nói nhiều quá không tốt à. Thì bây giờ quý vị thấy qua câu chuyện này, thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe. Và cái mục đích ở đây Đức Phật nói thế nào? Không nên nói nhiều.
chỉ một cái câu có ý nghĩa là đủ rồi. Nó nhiều quá làm sao dễ bị ăn đòn mà không đem lại lợi ích. À, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Chỉ một lời nói ngắn ngủi mà không phải gì ra thành công là một vị thánh. Cái công năng của ông ta tu tập 20.000 năm, bây giờ chỉ cần nhắc lại là ông ta hiểu liền, nghe là hiểu liền. À, cho nên một cái sự tu tập, à, tức là một sự tích tụ những thiện pháp, để rồi khi có cơ hội, khi có cơ hội thì chúng ta đem ra áp dụng. Cũng giống như bây giờ bên kia mở nhạc y rồi, đúng lúc nó phá đám, nó phá đám bây giờ mình lên tiếng là xin lỗi có chuyện thôi, bây giờ cũng hết giờ, kết thúc là vừa rồi ha. À, thế cũng hợp thời chứ, tức là trước khi kết thúc người ta mở nhạc cho mình nghe. À, đó cũng là điều mà chúng ta quan nghĩ trời ơi, Vinh Giang Nhật Hà cũng, cũng sung sướng tới cái độ mà bắt tay nhau, nắm tay nhau nữa chứ. Rồi, câu Phật ngôn này quý vị quan trọng, cái Phật dạy dòng bày ra hãy thấy rõ thực tánh của pháp, đó là cái điều quan trọng. Rồi, thiên quan hệ công đức chúng ta làm để được phần phục quả rồi hộ trì chúng sanh, những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiền, siêng ngôi lực vô biên, chư toàn giác độc giác và kinh văn tuyên chúng, hộ trì đền tăng ni và thiền nam tín nữ, luôn Phật giáo nam truyền được an lành tịnh lạc. Ete na sanh cho quan kia na so thủy vô vô tu sa pa đà. Do lời chân thật này, khi nhân quả bước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu tri thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Tha Ya. À, mời sư cùng nhập tới trong buổi sinh hoạt. Alo.